theo sự giới thiệu và những cánh thư của bạn xem đài gửi đến chương trình Nâng Bước Đến Trường, thì ekip của chương trình đã tìm đến nhà của em Nguyễn Văn Minh Trí ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Em hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ngành Y Đa Khoa. Minh Trí từ Cần Thơ trở về nhà sau khoảng thời gian vừa thi học kỳ xong. Em đang cẩn thận chăm sóc ông ngoại bị bệnh tai biến để mẹ đi thu mua trái cây về buôn bán kiếm lời, lo cho cuộc sống gia đình và lo cho tương lai của các con. Rồi hình ảnh người mẹ quê lam lũ rảo bước khắp các vườn cây trái để thu mua đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Chồng mất, một mình chị phải lặn lội thân cò mưu sinh sớm hôm, gồng gánh thân mình để nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Có lẽ với người phụ nữ này, việc mưu sinh có vất vả, nhưng bù lại, các con chăm ngoan học giỏi, biết lo biết nghĩ cho tương lai số phận, đó như là động lực, niềm tự hào đối với bà mẹ quê vốn vất vả và lam lũ này. Đến từng vườn này nè, mình thu mua ba cái trái cây nè. Con nghe cô nói là mình đi lên Sài Gòn mình bán thì mình mua những loại trái cây gì cô? Để mình ở đây vô vườn thì mình đốn chuối. Dạ. Như chuối già, chuối cao, chuối sim. Còn cái qua mình đi ra ngoài chợ mình mua bử. Ở trong vườn có thì mình mua, còn không có ra chợ. Con nghe cô chia sẻ thì mỗi một cái đợt như thế mình đi là khoảng chừng một tháng á, thì mình đi tới 2 lần. Rồi mình đi rồi bao lâu mình trở về cô? Đi có khi 3 ngày, có khi ế 4 ngày. Rồi cái thu nhập từ cái nghề này đỡ không? Thì kiếm lấp lỗi qua ngày đó, cũng khi mình đi bán đắt á, thì mình thu nhập được chiến về cũng được 3 triệu, 2 triệu rưỡi. Hồi mình có chồng mình khổ, bây giờ cái nhờ mấy đứa con á, nó lớn lên nó học giỏi, cái điều lực cái con nó học giỏi, cái mình mần mình không có biết mệt ha, biết nặng gì á. Có khi nào tối về mới biết nhất vậy đó, ngủ ăn qua lộn lợi vậy thôi, rồi không dám lên than con á. Ginh có khi buồn chuối cái chim dạ khi hai mấy ký vậy đó, mà ginh xa lắm cũng ginh gà gán ginh. Bây giờ cô thả cho cô không suy nghĩ, thấy tội cho con quá, nó nhiều khi nó nghĩ nó cũng buồn, nó khóc quá. Nhưng cái cô giờ cô nói thôi giờ con gán học đi, rồi mẹ tới đâu mẹ tính tới đó. Cô ước cô có tiền cái cô lo cho mấy đứa con nó ăn học, rồi đứa nào không có cái nghề gì đó. Rồi là nguyện vọng của cô lớn với nó ngoan, là cô không có mong gì cho cô, bản thân cô hết trơn. Nhà không có nhiều đất đai để sản xuất nên chị chọn công việc mua trái cây lên Sài Gòn bán lại. Mỗi chuyến đi kéo dài vài ngày. Cứ như thế, Minh Trí hoặc em gái cùng mẹ đi thu mua, rồi về cả gia đình cùng tỉ mỉ bó cột lại cẩn thận. Chừng vài ngày đủ chuyến hàng rồi theo xe khách đi mưu sinh kiếm lời, lo cho tương lai của Minh Trí và em gái tuổi ăn, tuổi học. Độ tuổi nghĩ về tương lai với bao điều tốt đẹp. Con về chừng nào con đi? Mai con đi. Này, con được nghỉ tranh thủ cái gì à? Con thi xong chưa? Có thi chừng nào thi? Lịch con đang thi à? Hôm qua con mới thi xong rồi. Nay về phụ rồi, mai con đi. Em không gà ở nhà học bài, học hành rồi. Mẹ không gà, mẹ đi bán rồi bỏ nó nhà. Mẹ cũng điện về hỏi thăm nó. Nó nói học cũng được. Nó đi. Rồi tự nó về, nó nấu cơm, nó ăn rồi. Mẹ đâu có nhà đâu. Không gà ở nhà mẹ, sức khỏe mẹ sao? Có đau nhức gì không? Có đau, cái giò mẹ đi thốn dưới gốc giò. Ngồi lâu đứng vậy đi nó thốn mà. Học gà trời mưa nhiều quá mẹ nhớ đi mua đồ cẩn thận. Chuối ginh từ từ, ginh từng buồn thôi, đừng có gắng sức quá nha mẹ. Đốn có khi mẹ ginh rồi có khi chủ vườn ta cũng phụ rồi. Mẹ người ta đốn mẹ ginh ra. Ginh ra đẩy ra rồi ra làm chứ đâu có dám nghỉ đâu. Nghỉ rồi sợ làm không kịp.
ráng làm, trời ơi, con ráng học được rồi. Con ráng cố gắng học rồi, con lo bản thân con ở bên có một mình á, mẹ không có qua được. Con ăn vô đi rồi từ từ mẹ lo tiền, chứ con đừng nghĩ không có tiền cái con nhịn đói cái rồi con bệnh nữa, rồi con mẹ đâu có qua bển mẹ lo con được. Cái sức khỏe con trên hết con gắng lo vô, con có sức khỏe nữa con mới có lo cho mẹ được. Mẹ đã cố gắng hết sức để lo cho anh em của mình rồi. Vậy thì bây giờ cái điều mà lo lắng và trăn trở nhất đối với cái bộ phận của người làm con của mình đó là cái điều gì? Thứ nhất là em đi học xa nhà, em cũng ít thời gian để phụ giúp mẹ làm công việc nặng nhọc. Với lại là mẹ em lớn tuổi, lâu lâu có bị đau nhất rồi. Thì em ở xa em cũng không thể nào chăm sóc mẹ được. Và thứ ba là học phí của trường y nó cũng khá là đắt, vượt quá khả năng so với gia đình của em. Em mong muốn là mẹ em sẽ luôn luôn khỏe mạnh, anh em sẽ có công ăn việc làm sau này ổn định để có thể lo lại cho mẹ. Thì bây giờ mỗi lần về nhà rồi nhận những cái đồng tiền từ mẹ rồi lại bước ra đi để lo cho tương lai, để lo cho con đường phía trước của mình, và cái điều động lại sau lưng của mình đó là cái điều gì? Điều động lại trong lòng em đó là cái nỗi lo là làm sao phải cố gắng học thật là tốt để không có phụ lòng mong mỏi của mẹ dành cho em. Thì mình là hàng xóm của em Trí á. Thì cô biết như thế nào về cái hoàn cảnh của em Trí cũng như gia đình của Trí á? Hoàn cảnh của Trí là rất là ham học mà rất là có hiếu với cha mẹ. Mà thậm chí mẹ của Trí cũng rất là có hiếu với ông ngoại luôn. Đi bán nuôi con rồi về phụ giúp nuôi ông cha. Trí là ở đây là rất giúp đỡ với lúc Trí học ở đây lớp 10, lớp 11 á, là mấy đứa em ở sớm học lớp 9, lớp 10 là tới ôn thi là qua Trí ôn giùm. Bây giờ tôi cũng có lòng thành là kêu gọi có ai Mạnh Thường Quân đóng góp chút đỉnh cho cháu nó được học tới nơi tới chốn. Đặc biệt thì cô có lời khuyên như thế nào đó với em Trí không? Trước là ở đây là mình thấy rồi, sau nó mình cũng khuyên là Trí nên học, cố gắng để đáp lại cái tình cảm của mẹ và những Mạnh Thường Quân để mà xứng đáng là một đứa học trò giỏi. Dọn dẹn một hai ngày nghỉ về phụ mẹ, rồi cậu sinh viên Minh Trí cũng tạm rời xa mái ấm gia đình và mang theo đó là bao nỗi lo cơm áo gạo tiền và cả khoảng thời gian 5 năm còn lại trên giảng đường đại học. Cần lắm sự chung tay góp sức, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái gần xa. Đó sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để Minh Trí chạm tay đến với ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa giúp ích cho gia đình và xã hội. Và bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chào đón nhân vật chính của chương trình Nâng Bước Đến Trường ngày hôm nay, em Nguyễn Văn Minh Trí. Và sau đây, Nguyễn Văn Minh Trí sẽ nhận được suất học bổng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Dũng, Giám đốc VNPT Vinaphone huyện Cái Bè, tiến lên sân khấu để trao suất học bổng đầu tiên cho em. Trân trọng kính mời ông. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Nâng Bước Đến Trường ngày hôm nay, VNPT Vinaphone tài trợ cho em Minh Trí số tiền học bổng 5 triệu đồng và một phần quà. Xin chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Vĩnh Tràng. Trân trọng kính mời Đại đức Thích Minh Bửu, Phó Thư ký, Phó Văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì tỉnh xá Mỹ Đức, thành phố Mỹ Tho. Kính mời Đại đức Thích Ngọc Trí, Phó Văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh. Trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Huệ Chơn, Phó ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, trụ trì chùa Phước Thới. Trân trọng kính mời bà Phan Thanh Vân, Chủ tịch danh dự Hội Từ Thiện thành phố Mỹ Tho. Trân trọng kính mời các vị cùng tiến lên sân khấu để trao học bổng và quà cho Minh Trí ạ. Cái hoàn cảnh của con, thầy rất lấy làm vừa lòng, là bởi vì đã tìm đúng cái chỗ mà các nhà tài trợ mong mỏi.
thì trong những năm đại học y, đương nhiên rằng rất tốn kém, thì cần gì đó con cứ liên hệ ở ngay nơi thầy, thầy sẽ tiếp tục hỗ trợ với những gì có thể để cho con hoàn thiện tốt kết quả của trường đại học y. Mong rằng con sẽ là một người thầy thuốc đầy lòng từ mẫn và trình độ cao để phục vụ cho đồng bào của chúng ta ngày mai, ngày mốt. Và hôm nay chia sẻ khó khăn hiện tại, xin giới thiệu một số học bổng mang đầy tấm lòng thương yêu. Doanh nghiệp Khoa Nguyên 3 triệu đồng, cơ sở Đạt Tiếng Tâm 1 triệu đồng, phòng khám đa khoa chất lượng cao Phúc Thịnh, thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng. Gia đình bác sĩ Tạ Văn Trầm 1 triệu đồng. Công ty Kim Quốc Mỹ Tho 1 triệu đồng. Công ty Sao Nam 1 triệu đồng. Hoa tươi Tuyết Hồng 1 triệu đồng. Gia đình Quỳnh Công Tạo 1 triệu đồng. Gia đình thầy Bùi Thế Vinh 1 triệu đồng. Đến từ thị xã Gò Công, trại cây Đại Thành 2 triệu đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 5 triệu đồng. Nhà Mai Pháp Phục Phật giáo Thủy Ngọc Cái Bè 1 triệu đồng. Chùa An Long Mỹ Tho 1 triệu đồng. Chùa Phổ Đức 1 triệu đồng. Chùa Trường Quang 1 triệu đồng. Chùa Phước Linh 1 triệu đồng. Và hôm nay nhận được tin ekip về Cái Bè để thực hiện chương trình, Đại Đức Phó Trưởng Ban Trị Sự, Thượng Tọa Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè, trụ trì chùa Phước Thới, Thích Huệ Chơn cũng có 1 triệu đồng trao cho Minh Trí. Xin trân trọng cảm ơn Thượng Tọa. Tỉnh xá Mỹ Đức Mỹ Tho 1 triệu đồng. Tỉnh xá Ngọc Mỹ 1 triệu đồng. Chùa Kim Liên 1 triệu đồng. Chùa Thiên Phước 1 triệu đồng. Chùa Mỹ Nam 1 triệu đồng. Chùa Thành Phước Châu Thành 1 triệu đồng. Chùa Linh Phước Tân Phước 1 triệu đồng. Phật tử Diệu Mỹ Chùa Trường Sanh 1 triệu đồng. Công ty Hand Fashion thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng. Nhóm thiện nguyện Hoa Thiện thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng. Hội Từ Thiện thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng. Nhóm bạn Cô Diễm Mỹ Tho 1 triệu đồng. Một phần nhu yếu phẩm của Hội Từ Thiện. Liên tục chương trình xin phép được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Vẫn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang. Trân trọng kính mời ông Lê Minh Quyền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cái Bè. Và xin mời đại diện của nhà trường, Trường Trung học Phổ thông Cái Bè, quý thầy cô hoặc là các bạn học sinh có dành tặng những phần quà cho em Minh Trí thì xin trân trọng kính mời quý vị cùng tiến lên sân khấu ạ. Các cô chú mong rằng em hãy cố gắng học tập thật là tốt để hoàn thành chương trình đại học của mình, sau này trở thành những bác sĩ giỏi. Trước hết là lo cho sức khỏe của gia đình em và lo cho cộng đồng. Chú rất mong muốn như vậy. Đây là cái phần quà rất là có ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, nhân buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay thì các nhóm từ thiện, các tấm lòng nhân ái gần xa tuy không đến được với chương trình nhưng có tấm lòng, có những phần tiền gửi đến cho Minh Trí như sau. Xin cảm ơn gia đình của Nguyễn Lan Vi, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho với số tiền 500.000 đồng. Cô Cẩm Lệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho, số tiền 100.000 đồng. Nguyễn Thị Huệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Hai chị Liên Trinh, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Thầy Giáo Dân, phường 8, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Phan Thị Nguyên, phường 7, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Và tổng phần tiền là 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, mỗi bạn học sinh may mắn sẽ nhận được một chiếc SIM 4G và chúng ta có thể sử dụng miễn phí trong vòng 3 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy 20 suất học bổng phụ và các phần quà đã được trao cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường Trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cũng như là các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Cái Bè của chúng ta. Và suất học bổng chính dành cho em Minh Trí, nhân vật chính của chương trình Nâng Bước Đến Trường ngày hôm nay, với tổng số tiền dành cho em là 44 triệu đồng. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình trao học bổng Nâng Bước Đến Trường dành cho em Nguyễn Văn Minh Trí, là sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.